Trường Giang nhái giọng Đàm Vĩnh Hưng trong nhà thờ tổ của Hoài Linh. Với biệt tài giả giọng, Trường Giang đã nhái giọng Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Đêm Lang Thang và Xuân Yêu Thương. Trường Giang vốn là người rất vui tính, không chỉ trên sân khấu mà ngay cả ngoài đời anh cũng rất hay pha trò chọc cười mọi người. Mới đây, lửa ngày 10 âm lịch, nhà thờ tổ của Hoài Linh đã vãn người thăm nom. Trường Giang đã xuống nhà thờ tổ để thăm bậc đàn anh. Tại đây, với bản tính thích đùa của mình, anh đã giả giọng Đàm Vĩnh Hưng cùng với điệu bộ y hệt nam ca sĩ. Được biết, Trường Giang mới dính phải scandal đùng đùng bỏ diễn vì bị ném chai lọ, khiến cho Hoài Linh phải xin lỗi người hâm mộ trên Facebook giùm đàn em. Với hành động này, nhiều người cho rằng Hoài Linh vẫn đáng mặt là nghệ sĩ có quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ trên sân khấu mà ngay cả ngoài đời, Trường Giang và Hoài Linh cũng rất thân thiết với nhau. Những đám cưới được mong chờ nhất năm 2017 của sao Việt. Rất nhiều sao Việt đã dự định sẽ lên xe hoa trong năm Đinh Dậu, tuy nhiên ngày cưới vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Các sao Việt đã sẵn sàng cho lễ cưới của mình trong năm Đinh Dậu, cùng hồi hộp chờ đợi xem cặp đôi nào sẽ mở màn đầu tiên. Nam danh hài và bạn gái là cặp đôi được nhiều người hy vọng sẽ tổ chức lễ cưới vào năm nay. Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Nhã Phương cho biết, bạn thân của tôi nhiều người đã có chồng đề huề, nên sau mỗi lần đi đám cưới, chứng kiến hạnh phúc của mọi người, tôi luôn ao ước có một gia đình ấm cúng. Mối quan hệ tình cảm của tôi và anh Giang được gia đình hai bên ủng hộ vun vén. Gia đình tôi, đặc biệt là cô em gái Phương Anh, rất có thiện cảm với anh ấy, nên luôn thúc giục hai anh chị sớm kết hôn. Chưa dừng lại ở đó, Nhã Phương cho biết, năm nay cô sẽ bước sang tuổi 27. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng thổ lộ, mong muốn về chuyện kết hôn với Trường Giang và hy vọng 28 tuổi sẽ là tuổi đẹp để làm đám cưới. Chia sẻ về đám cưới trong mơ, Trường Giang mong muốn có hôn lễ giống như Viren và Kim Tae Hee, bởi tôi thích sự giản dị và kín đáo, đến một nơi nào đó tổ chức cùng gia đình hai bên, vậy là đủ rồi. Ưng Hoàng Phúc Kim Cương, cặp đôi công khai tình yêu với giới truyền thông hồi đầu năm 2014 sau một năm hẹn hò. Thời gian qua, Kim Cương là hậu phương vững chắc cho Ưng Hoàng Phúc, cô ít xuất hiện mà chủ yếu hỗ trợ người yêu. Mới đây, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và sẽ làm đám cưới sau khi con trai cứng cáp. Muốn sinh con cưới vợ, phải hợp thời điểm, nếu không phù hợp sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bản thân. Tôi và bạn gái đã chọn thời điểm thích hợp để sinh con. Năm 2017 là phù hợp nhất để gia đình anh tổ chức đám cưới rình rang và đón thêm thành viên mới, nam ca sĩ bộc bạch. Ưng Hoàng Phúc thừa nhận, thật sự anh và bạn gái đã kết hôn lâu rồi, chỉ là chưa tổ chức đám cưới ăn mừng thôi. Cả hai đã về sống chung một nhà và anh đang xây nhà mới để mẹ con Kim Cương có không gian sống tiện nghi thoải mái nhất. Khánh Thi Phan Hiển, chuyện tình của Khánh Thi Phan Hiển nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Tất cả đều mong cặp đôi sớm tổ chức hôn lễ để người thân bạn bè và người hâm mộ được chúc phúc cho cả hai. Nói về kế hoạch kết hôn, Phan Hiển cho biết anh và Khánh Thi dự định cuối năm nay khi bà xã có thêm em bé nữa rồi sẽ tổ chức. Phan Hiển hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhiều khán giả dự đoán ngày vui của Khánh Thi Phan Hiển hẳn sẽ là đám cưới khủng nhất showbiz cuối năm nay. Tuy nhiên, một số bạn bè thân thiết của cặp đôi tiết lộ vợ chồng họ đều thích tổ chức tiệc cưới theo phong cách phương Tây đơn giản nhưng sang trọng lãng mạn, được diễn ra tại nhà thờ hoặc bãi biển với sự chứng kiến của người thân bạn bè. Trương Quỳnh Anh và Tim. Trải qua bao sóng gió, ngày 15 tháng 8 2016, Tim khiến Trương Quỳnh Anh vỡ òa trong hạnh phúc bởi màn cầu hôn tại một rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh. Những hành động của nam ca sĩ khiến bà xã khóc nức nở và gật đầu đồng ý. Cả hai dự kiến tổ chức đám cưới trong năm 2017. Nếu có thể, đám cưới sẽ diễn ra vào năm nay, nhưng mình làm bí mật chứ không công khai đình đám. Bản thân chỉ muốn có một bữa tiệc nhỏ và ấm cúng với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết nhất, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Nữ ca sĩ còn hé lộ thêm, đám cưới của cô và Tim có thể sẽ diễn ra trên đảo hoặc trên một cánh đồng. MC Thành Trung và bạn gái. MC Thành Trung và bạn gái Ngọc Hương chính thức hẹn hò vào ngày 13 tháng 7 năm 2013. Đến nay họ đã có hơn 3 năm yêu nhau thắm thiết. Mối quan hệ của cặp đôi tiến triển tốt đẹp và nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình và bạn bè. MC Thành Trung từng chia sẻ về bạn gái đã yêu 3 năm. Tôi nghĩ cô ấy rất hợp với tôi về nhiều thứ trong cuộc sống, về thẩm mỹ, về cách sống, cách nghĩ về một người. Tất nhiên là cũng có một vài sự khác biệt. Tôi là nước thì cô ấy là lửa. Cô ấy nóng tính lắm, thành ra đôi khi mình phải là người nhường. Mới đây, nam MC gây chú ý khi công khai ảnh cưới lên trang cá nhân. Liên lạc với Thành Trung, anh xác nhận sẽ tổ chức lễ cưới trong năm nay. Quang Lê và bạn gái. Sau thời gian đi về lễ bóng,
Quang Lê gây chú ý khi công khai tình cảm với bạn gái hot girl kém 11 tuổi. Nam ca sĩ xác nhận, anh và người yêu đã quen nhau được 2 năm. Hai bên gia đình đã biết mối quan hệ của họ và rất ủng hộ. Trước thắc mắc công khai tình cảm để che đậy giới tính, Quang Lê khẳng định, mọi người từng nghi ngờ tôi công khai tình cảm để PC và che đậy giới tính, riêng tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Bản thân mình là người như thế nào, khán giả sẽ biết, thời gian là câu trả lời rõ nhất. Nam ca sĩ đập vỡ cái đàn thổ lộ rằng, năm nay anh sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái và mong muốn có hôn lễ như Trấn Thành và Harry Won. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!